chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tổ Buồn 247. Những ngày qua thì câu chuyện một bạn làm nghề trang điểm, đi trang điểm cho cô dâu nhưng lại bị người nhà cô dâu đấm cho tím hết cả mắt lên đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nghe đồn phong phanh thì thấy bảo người đấm là một bạn nữ rất xinh, trông thùy mị nết na, nhưng không hiểu là đã tác động kiểu gì mà mắt của bạn trang điểm trông như hai con gấu trúc. Nguyên nhân của sự việc được đồn rằng đó là do bạn trang điểm này đang làm cho cô dâu là người thuê về, cô dâu là người bỏ tiền ra. Thế nhưng mà em của cô dâu lại cứ nhảy vào chỉ đạo, bắt là phải làm cái này cái kia, thành ra là mâu thuẫn, cuối cùng đã dẫn đến đấm nhau. Tất nhiên không biết đầu đuôi của sự việc như thế nào để có thể kết luận được ai đúng ai sai. Thế nhưng rõ ràng về lý, thằng nào đấm trước thằng đấy sai. Còn về mặt cảm xúc thì rất nhiều người cảm thấy thương cho bạn trang điểm. Theo như thông tin mới nhất thì ngày hôm nay cô gái kia cũng đã đến xin lỗi nạn nhân rồi. Thái độ rất là ngoan ngoãn, rất là lễ phép chứ không hề hổ báo như hôm trước. Thế nhưng tất nhiên, xin là quyền của mày, còn cho hay không đó là quyền của tao. Thành ra vẫn chưa biết là sự việc này sẽ đi đến đâu. Thời buổi này, nghề nào nó cũng có cái khó riêng của nó. Thành ra nếu như không tạo điều kiện cho nhau làm ăn thì thôi, lại còn đi đấm người ta như thế thì bố ai có thể chịu được. Ai mà chả là con người, ai mà chả phải đi kiếm sống để nuôi gia đình. Mỗi nghề có một cái đặc thù, chứ không có nghề nào giống nghề nào cả. Cái nghề trang điểm này cũng y hệt như vậy thôi. Nhìn họ làm thì cứ nghĩ họ nhàn, quệt mỗi một tí phấn lên mặt người khác mà cũng lấy được 5 lít. Thế nhưng mà phải tiếp xúc nhiều lần rồi thì mới có thể thấy được, nghề đấy nó cũng chua lắm. Em hay đi ghi hình, hay được tiếp xúc nhiều với các chị em làm trang điểm, em còn lạ gì nữa. Cái đầu tiên khi tiếp xúc mà để phục nhất các chị em làm nghề này ấy, đấy là việc họ phải xách theo một cái vali đồ cực kỳ nặng. Không hiểu là mấy cái mẹ làm make up các mẹ ăn cái gì mà các mẹ khỏe quá trời khỏe luôn. Vali nhá, mở ra toàn cọ mới phấn thôi, nó nặng nặng thấy bà cố. Bây giờ còn có cái vali kéo, chứ ngày xưa toàn là xách tay. Mà lắm ca nhá, toàn phải xách lên tầng 4 với tầng 5 để make up cho khách cơ. Ôi giời ơi, ngày chạy 3-4 nơi để kiếm cơm, để nói bố của giỏi luôn. Cái thứ hai, đó là muốn theo đuổi cái nghề make up chuyên nghiệp thì buộc bạn phải rất rất đúng giờ. Make up cho cô dâu hay là make up cho các nghệ sĩ nổi tiếng, tất cả nó đều giống nhau hết. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, dù là mưa hay là nắng, dù là ngày hay là đêm, kẹt đường giờ cao điểm hay là giờ thấp điểm, mày cũng không được đến sai hẹn. Khách có thể trễ hẹn cả tiếng, khi đó mày phải đợi, và mày phải đợi trong vui vẻ, đợi trong hạnh phúc. Thế nhưng mày làm nghề make up, mày chỉ cần đến muộn 10 phút thôi thì mày chết cụ mày rồi con ơi, hỏng hết việc lớn rồi, khách người ta chửi to cả đầu lên luôn. Cái thứ ba nữa cũng cực kỳ khốn nạn trong cái nghề make up này, đó là việc sản phẩm mình làm ra nó đẹp hay xấu là do cảm tính, do người thân của cô dâu quyết định, chứ nó chẳng có một quy chuẩn nào để kết luận là đẹp hay xấu cả. Chính vì thế nên ai đã làm trang điểm rồi thì cũng đều gặp các cái khách theo kiểu make là make cho cô dâu, make cho ngày ăn hỏi, make cho ngày báo hỉ. Nhưng mà yêu cầu ấy là yêu cầu mày phải make cho chị nó nhẹ nhẹ thôi, kiểu make kiểu đi tiệc thôi em không? Make cái kiểu lớt phớt giá 500.000 ấy, chứ mày make cô dâu giá 2 củ, ôi trời thế thì chát lắm. Gặp mấy cái trường hợp này thì thực sự là bố cũng lạy thầy luôn. Về lý thuyết ấy thì mình make cho khách như vậy cũng được, không sao cả. Nhưng mà khách ấy hầu như nó có quan điểm riêng của nó đéo đâu, làm cho nó xong nó có bảo vệ mình đâu mà. Yêu cầu là make dự tiệc, make qua qua, make giá 5 lít. Ôi, thế nhưng mà chẳng may lên ảnh không ra gì, hoặc là gặp mấy con bạn nó chê là make mày thuê xấu này khác rồi, thế là thôi toang luôn. Đứa nào make cho con cô dâu hôm đấy nhá là cả xã nó cạch mặt luôn, mẹ mày lần sau á không có khách nào nó book mày luôn đấy. Mà đối với con gái thì điều kiện đầu tiên của make up đó là mày phải làm cho tao xinh lên cái đã. Xinh xong rồi thì tao mới cân nhắc đến giá. Đắt mà xinh thì bố mày cũng chơi, chứ bây giờ rẻ mà xấu ấy, thôi biến. Chính vì thế nên các chị em đi làm make up, họ rất sợ cái trò phải trang điểm cho cô dâu, nhưng mà trang điểm kiểu qua loa, trang điểm theo kiểu đi sự kiện giá 5 lít. Thôi thà bố mày ngồi nhà, bố mày chơi cho sướng, còn hơn là đi làm được có 500 bạc nhưng mà mang họa vào thân. Đã thế xong rồi đi làm make up cho cô dâu, nó còn khốn nạn ở một cái nữa cơ. Đấy là việc mấy bà cô, bà bác của cô dâu ấy cũng đi dự đám cưới. Tiền thì không muốn bỏ nhưng mà lại muốn đẹp. Trời ơi, mày làm nhờ cho cô một xíu ấy, mày còn ít phấn thừa, mày dặm cho cô một ít vào đây cái xem nào. Còn son không? Cho cô mượn thỏi son. Mày khéo tay thế này ấy thì mày kẻ cho cô ít lông mày đi. Dạo này già rồi lông mày thưa quá. Ôi trời ơi, thế thôi xong mẹ luôn, chấm hết luôn ông phải không? Không làm ấy thì người ta sẽ bảo là gớm ạ, có tí thôi mà ông không giúp được nhau.
Thế xong rồi thì người nhà người ta còn áp lực vào nữa. Bây giờ mặt mình xị ra thì đéo mẹ mày ăn đấm y như cái con bé ở trong vụ này luôn. Thế nhưng mà hồ hởi mình làm cho một bà thôi ấy, là 30 bà khác, các bà sẽ trầu trực, các bà đứng ở ngoài, các bà đợi mình làm tiếp cho bà ấy. Con gà nó tức nhau tiếng gáy mà, làm gì có ai chịu được khi mà thấy đứa khác lên ảnh xinh hơn mình đâu. Chính vì thế nên cái nỗi sợ thứ tư của những người đi làm make up đó là gặp các cái thành phần đòi make hộ. Nhục ơi là nhục, bố mày đã phải lọ mọ từ 1-2 giờ sáng để xuống make cho cô dâu. Make xong đã mệt thì chớ, lại còn nhảy vào nhờ vả. Nhờ mà có tiền thì đã sướng, mẹ đây toán nhờ không công thôi. Thế xong cái trường hợp nào mà giả cho mình được ít tiền ấy là bắt đầu ra cái giọng mỉa mai. Úi, cái bọn make up này kiếm tiền ác thật ấy, có mỗi tí phấn tí son thôi mà nó lấy của người ta 500.000 vì giải đắt thế cả chứ. Khổ mỗi một cái là lúc nó bỏ ra cả 100 triệu để đi học nghề thì có ai biết đâu, tiền nó bỏ ra để nó mua mỹ phẩm xịn thì làm gì có ai hay đâu. Nó lọ mọ từ 1-2 giờ sáng lúc người ta đang ngủ thì nó đã phải dậy nó đi làm rồi, làm gì có ai biết. Thế xong rồi vác theo cái vali hành lý to nặng chết mẹ luôn. Những cái đó ấy, thì chẳng thấy ai thương nó cả mẹ, cứ cái lúc móc tiền ra là bắt đầu chửi nó. Nghề nào nó cũng có những cái chùa riêng, và cái nghề make up thì nó có cái khốn nạn như vậy. Thế nhưng mà cái nhục nhất ấy đó là gặp phải cái bọn nó không có chính kiến, rồi đéo mẹ nó còn xúc phạm nghề nghiệp của mình nữa cơ. Lúc make xong rồi hỏi là ok chưa, có cần phải chỉnh sửa gì không để em chỉnh cho chị, thì khách nó khen dối khen dít, ui giời make đẹp quá, make chỉnh chu quá. Thế nhưng chỉ cần bước ra ngoài nhá, gặp một con bạn nó chê thôi là xong, đéo mẹ nó quay lại nó chửi mình không ra một cái gì cả. Đẹp hay xấu nó chẳng có một cái thang nào để đo. Thế đâm ra lắm lúc không biết đấy là do mình make ngu nên nó xấu, hay là do mắt của thằng đối diện bị lác nên nó mê chê. Ai mà không giữ được bình tĩnh là kiểu gì cũng sẽ phải cãi nhau với khách, rồi lại bị ăn đấm như trong vụ này luôn. Nó đấm cho tím hết cả mắt vào. Ăn đấm xong mẹ không thể nào mở được điện thoại lên để mà gọi cho người thân cứu trợ nữa, vì hỏng bố nó fake ID rồi. Tất cả là do mắt bị tím. Thế nhưng mà nhiều người họ bắt bệnh sai lại cứ đi đổ cho điện thoại hỏng. Thế xong bắt đầu lại mang ra phát ke đòi bảo hành, khổ lắm cơ. Nhiều lúc chả biết nói thế nào cả, chỉ biết là phát ke có tới 12 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đấy. Anh em có nhu cầu sửa điện thoại hay sửa laptop thì cứ mang đến đó, tất cả mọi cái đều có bảo hành hết, ưng là anh em xúc luôn. Đặc biệt là phát ke còn đang có các chương trình ưu đãi dành cho học sinh sinh viên, thế nên anh em khi đến đó thì nhớ cầm theo thẻ đi nhá. Thông tin chi tiết về hệ thống sửa chữa điện thoại laptop phát ke em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp ơi.